Vâng, tiếp tục lên một combo bài xịt các bác nhé, gửi cho anh Thái ở Quảng Nam có nhận cọc và nhờ cảm anh rất là nhiều. Mời các bác cùng cảm nhận với combo này các bác nhé. Tất cả đều là bài xịt ạ. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lừa thủ nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật, áo đường xa tông ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà mình thương linh lính thương quê, vì tới mà đi. Gió linh đó thấy rằng về làm phân xanh cây lá, mùa mèo gió mưa buồn thấy linh nắng đúng người, mà trần địa thì loan máu tươi, đồng tháp vắng bóng hồng tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọt đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước vâng quang của vạn người thương. Vâng, các bác vừa được cảm nhận một cái combo gửi cho anh Thái ở Quảng Nam các bác nhé. Tiếng phải nói là rất là hay, sáng han, rất là nhẹ các bác nhé. Giữa kết hợp dòng đẩy Crown XLS 2009 công suất đạt 1000W trên một kênh, để các bác có thể chơi được 2-30 hoặc đánh 2-40 với công suất nhỏ các bác nhé. Đó, tiếng rất là hay các bác ạ. Dòng này thì là xò sắt kết hợp với dòng xò than, cho nên tiếng rất là đầm và sáng. Vang săn xui đè 1 các bác nhé. Đó, và này thì có hỗ trợ giải mã rơi cũng như là 4 chip để hỗ trợ từ nhạc cho đến mic. Các bác sử dụng cổng quang thì rất là tuyệt vời, riêng cổng vàng ở Samsung cho bác tiếng rất là mềm mại và hay, ngọt ngào. Em có cài 4 kênh các bác nhé, 4 kênh để gửi về anh chỉ việc sử dụng thôi. Trên cùng đây là bộ mic của MUF các bác nhé, BS6100 Pro. Dòng này thì bên em mới về được lô hàng hơn 15 bộ các bác nhé, giá là 2.8 triệu một bộ này. Tiếng hát rất là hay và nhẹ các bác nhé, đầu đèn rất là đẹp, các bác cùng nhìn này, cái combo này rất là chất lượng và khỏe, các bác có thể chơi trong nhà cũng như là chơi ngoài trời được các bác nhé. Đó, em sẽ soi xa một chút và các bác đừng quên đeo tai nghe để cảm nhận cái tính mic rất là sáng và chi tiết của cái combo này các bác nhé. Và đẩy thì hiện tại đang có giá là 6.500.000 và vàng Sansui DA1 là 3.500.000 các bác nhé. Rất là đẹp mặt phay. Với dòng vàng Sansui thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản các bác nhé. Với dòng Nhật Bản thì nó các bác biết là cái tiếng rất là hay và ngọt ngào. Vâng, em cũng xin được quay qua cũng như là test để trước khi gửi lên đường cho anh. Các bác nào có thích cái combo như vậy thì có thể liên hệ với bên em các bác nhé. Còn đây em đang hát với đôi loa của TB Bass 30 các bác nhé. TB, đó. Tất cả một cái combo như thế này. Các bác nào mà chưa có bộ thì cũng có thể liên hệ trực tiếp, thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt các bác nhé. Và cài ngon lành cho các bác. Vâng, em cũng xin được tạm dừng video. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã ủng hộ đến cửa hàng Micro Audio. Số điện thoại của bên em là 0977 434 361 các bác nhé. Địa chỉ tại 259 Phú Diễn, Cầu Diễn, Hà Nội các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.